Tử vi năm 2024 tuổi Tân Mùi, người tuổi 1991. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 thuộc mệnh thổ, lộ bàng thổ. Giải nghĩa lộ bàng tức là con đường, thổ là đất, ý chỉ đất nằm trên đường đi. Theo thuyết ngũ hành, mệnh thổ của tuổi có mối quan hệ tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, hỏa sinh thổ. Thiên can Tân bình hòa với can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với Thìn. Như vậy xét về ngũ hành, thiên can, địa chi của tuổi so với năm 2024 đều được hòa hợp. Ở độ tuổi 34 âm lịch, cuộc sống của tuổi Tân Mùi dần bước vào giai đoạn ổn định, vững vàng. Sự nghiệp đã có nền tảng vững chắc, đây là lúc bản mệnh nỗ lực để phát triển, củng cố tiền đồ. Các phương diện khác như sức khỏe, gia đạo sẽ tiến triển tốt nếu bản mệnh biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nam tuổi Mùi 1991 trong năm Giáp Thìn. Nam mạng Tân Mùi năm 2024 gặp sao Kế Đô, hạn địa võng. Vận hạn trong năm nay chủ về thị phi, tai tiếng ảnh hưởng đến tinh thần. Vì vậy, bản mệnh nên kết giao với những người lương thiện, kiểm soát lời nói của mình mỗi khi nóng giận để tránh thị phi. Nữ tuổi Mùi 1991 trong năm Giáp Thìn. Nữ mạng tuổi Tân Mùi năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, đây là cát tinh mang tới những điều may mắn trong cuộc sống, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm, vợ chồng hạnh phúc. Tuy vậy, hạn địa võng nhắc nhở bản mệnh nên khéo léo, tinh tế trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Tránh nóng giận dễ mất kiểm soát trong lời nói, gặp chuyện gièm pha thì cũng nhẹ nhàng cho qua. Trong năm nay nên dành nhiều thời gian để quan tâm người bạn đời, chăm sóc giáo dục con cái. Là người phụ nữ giữ lửa trong gia đình, nữ Tân Mùi hãy làm gương cho con cái bằng cách giữ gìn phép tắc, gia phong, nề nếp. Như vậy sẽ tạo nền tảng tốt để thế hệ sau phát triển.